Hello mọi người nha, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em thêm một cái gọi là cái sản phẩm rất là ok, phục vụ cho anh em chơi cái hệ xe dòng xe là Cúp Charlie, nói chung là dòng xe Cúp một nồi tự động nha anh em. Thì mình sẽ giới thiệu cho anh em hôm nay đó là full cái bộ nồi Cúp 7 búa, hàng đa dạng ha. Thì đó, nói chung đây, trên tay mình đây là cái full cái bộ nồi đa dạng, hàng chính hãng nha. Đó, ai đã chơi đồ đa dạng ha, hoặc là đồ SQM thì anh em biết là đa dạng SQM là những ông hoàng lớn trong ngành phụ tùng xe tại thị trường Taiwan, Đài Loan và Trung Quốc rồi nha. Thì cái sản phẩm của họ nói chung là rất là ok, cái giá thành thì nó sẽ nhỉnh hơn so với những ông hoàng của ngành Honda phụ tùng là SQM, Honda này kia kiểu, nhưng mà về chất lượng của nó rất là tốt và ok. Thì đó, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em đó là full cái bộ nồi Cúp 7 búa của đa dạng nha anh em. Đây, thì giá full bộ nồi này nó đầy đủ phụ kiện chi tiết hết, anh em về lắp đặt thôi nha. Thì mình bán full bộ nồi Cúp 7 búa này mình bán cho anh em với giá là 1 triệu, ba anh em là đúng hàng chính hãng của đa dạng, bao không giọng hú ha, nó đầy đủ phụ kiện hết. Thì nói thật, cái nồi này nó rất là đã anh em ơi, anh em cầm trên tay đi, anh em sẽ thấy nó rất là lung linh và chi tiết, cũng như là cái chất lượng là rất là ok. Giá thành là mình bán 1 triệu một bộ nha anh em. Đó, đúng nồi đa dạng thì nó sẽ có những mộc tam giác nè anh em, mộc tam giác đó, tất cả là logo đúc nổi nha. Còn những cái mà logo mà khác là không phải của đa dạng, logo của đa dạng là cái mộc tam giác này nè. Đó, bộ nồi cực kỳ sắc nét nha. Thường thì những cái bộ nồi này ở bên bển là nó sẽ lắp đặt trên những cái con xe 125cc, 130, 140cc cho cái hệ máy nằm đó nha anh em. Nên cái việc cái này mình lên cho những cái xe mà từ hơi ở Việt Nam mình cúp mình lên hơi 100, 110 này kia chạy rất là ok nha anh em. Đó, xe 50 vẫn ấn được nha, nồi 7 búa. Đây, bộ nồi làm này mình mua về là chỉ gắn lên và chạy ngay thôi nha, không cần phải làm gì hết, nó đầy đủ phụ kiện hết rồi nè. Cái cùi chỉnh nồi là sẽ được thiết kế theo cái mẫu là xài cái bánh xe con lăn nha, chứ không phải là bi, nên nó cho cái anh em cái độ mà cắt con ngọt nhẹ nha. Đó, cái cùi chỉnh nồi mình nhìn thấy nó cũng rất là đã luôn, tất cả chi tiết đều sắc sảo hết, ốc tán rồi đầy đủ hết. Nồi này là nồi Cúp thì nó sẽ cái size dòng hú nó là 1769 nha anh em. Đó, 1769 nha, hàng chính hãng đa dạng full box. Nồi này mình bán 1 triệu một bộ, anh em nào có nhu cầu cứ liên hệ mình nha, 0933996332. Nồi Cúp đa dạng 7 búa, hàng thì mình như vậy được khoảng vài chục bộ nha, anh em nào cần nghe luôn mình. Clip này thì mình nói về cái nồi Cúp con tự động, ngày mai mình rảnh mình sẽ làm nói tiếp về cái bộ nồi 67 ba lá của hàng chính hãng đa dạng nha. Đồ đa dạng rất là đỉnh, anh em không tin thì cứ bỏ ra 1 triệu đi xài đi, sẽ rất là đã. Những cái bộ nồi thương hiệu khác như là mà không phải nồi zin của Cúp 90 thì anh em bảo đảm là không thể nào mà ăn đứt được bộ nồi này nha anh em. Về lên xe là chạy ngay, không cần phải là thay bố thay gì hết nha, mình bao với anh em, bao không giọng hú luôn.